Chùm em. Đây lấy nữa. Chùm em. Chim đi đâu ấy? Đầu ta mẹ. In ngay cái bàn chân đó nè. Chân mày sai dữ. Không có gì cho cả. Em đi chứ. Chán đang không ăn được. Bước đi. Ủa đi đâu đây? Đi ra. Cứ thế là đâu mà chạy. Chào chào bà. Tự nhiên như ở Hà Nội ông đi ra ngoài vườn đi hái bông rồi. Dạ. Yeah. Bà dậy sớm mà. Giỏi quá. Nó thích đàn ông. Ông đi hai vòng, ông theo ông. Vâng. Dạ. Ai xin miu. Ngọt lắm đấy. Ôi trời. Ông đi hái mận ra này. Dụng tên ngọt lắm. Quá chứ. Đìn ngọt mà. Có người lấy sâu chim ăn nữa. Rồi ngon à, cho biết. Cho biết. Chú Miên. Lấy nữa. Chú Miên. Thôi người mà thôi lắm. Lấy nữa. Ông với làm sao được? Cho nhặt. Đi làm nhá.
có vừa hai buồng thì bạn cứ cho lung tung rồi. Cây này ngọt lắm đây. Tạo cây không ăn rồi không? Ngọt. Cái quần là xanh chát lắm. Xanh mà chim nó làm nó rụng lại. Cũng quả chín trong kia kìa. Đây này đứng đây thấy này. Chứ cái quả chi vàn không ăn à? Không cho nó ăn nhưng cái chim nó là ngọt. Đúng rồi. Xong đi rồi. Bạn không lấy đâu. Xàm. Thôi chục, chục ăn. Được rồi bà ơi, nó ăn không hết đâu bà. Chục nó rụng nó vứt đi mình riêng. Ơ tránh đi. Không sao đâu. Đi lên này, ở ăn đi, mềm cỏ ra nha. Lên nào. Lên nào. Này cầm cái này cho. Cầm cái để chui cho em. Quân Minh bằng nãy rồi đấy. Con thứ hai đấy bà. Thằng lớn học lớp 11. Dạ. 11 đấy. Vâng. Thì con xin, hai đứa con xin nhá. Mẹ con xin con đi. Chào bà đi. Dạ ông, chào bà về. Con đi nha, con cảm ơn nhá. Còn lâu bà ơi. Nói vậy chứ đến khi nào? Còn lâu. Khẩu trang này. Tôi vứt luôn bà. Quên nó chạy ở đây đúng không? Thấy nó chạy này nam. Bên nhà Hoàng Mỹ có cây to nhiều quả lắm. Nhưng mà cây này cây có ngọt không? Cây này ngọt lắm. Dạ. Cái này ăn bồng bồng à? Ăn bồng. Trái cây thì nó ăn bà. Ăn trái cây. Vâng. Đúng rồi. Nó hảo ngọt lắm. Nó hảo ngọt. Con xin con đi nha. Con cảm ơn nhé. Không biết vậy. Xe của ai kia? Xe nhà con hả? Dạ không, con đi bộ mà. Có hoa gì đẹp mua không? Thả em xuống đi Miu. Ớt sừng hả? Ê, ớt cái đó đâu mua ớt được ấy. Ớt này ớt gì? Cái ớt bưởi nha. Cái ớt đâu. Con này nó ngửi con cái nó nghe mùi là nó thôi bỏ à. Cây đó hai màu phải không? Lựa cây đi. Cây này hai màu này. Ừ. Cái này. Đúng lạ. Để quay thì nó biết. Mua gì đấy? À, đi mua gì đấy? Mua đồ ăn sáng. Quên cầm cái cây. À, từng bâu vào người xong bắt đầu là lắm chuyện. Chê đàn bà, cái đàn ông cứ lao đi tên lửa. Đúng rồi. Tân tí. Trước đây luôn, em thấy chơi vui. Lan nào đi bộ sách kiểu gì về? Mẹ con mỗi ngày sách mấy cái. Ôi, nói đùa chứ quăng lên nhà cô Lô Giang lúc về mà sách về chứ ai đâu mà. Ớt tí mà ớt này có cay không ta? Đẹp nhở? Ai mà biết, thử bao giờ đâu biết. Ăn thử nhá. Ăn thử nhá. À, lấy cái quả ở dưới này thơm này, lấy cái quả ở tán dưới á, thử coi thơm. Coi cay không? Coi cay không? Coi cay không? Thử đi. Thì cắn cái chị, hai chị này ra đây kia. Đừng khen nó. Cay không? Cay không chị? Không cay. Nhà sản xuất đang hỏi có cay không cơ. Chứ tao mi mua ba chậu thế thì về chia kiểu gì?
mỗi thêm một chậu nữa là chia chia đôi giả. Chậu đi hai màu luôn này. Chậu đi một cây à, một cây ghép hai màu à? Hai cây à? Hai cây hai màu, rồi, hai thân kìa. Họ để họ chắc ra được á. Tách làm gì? Để cho nó đẹp. Ơi. Chậu đi 4 chục. Con chậu coi gì phá đồ của chú thì Miu ơi. Ờ lấy con Miu. Ơi cái cây kia đổ kìa kìa. Miu nó mới lừa một cây nào đấy. Miu nó lừa hai cây thơm ấy. Cái đấy với cái bên đấy. Lấy hai màu đó cho nó đi, cho nó có màu. Cái này quả đang nhỏ này được này. Ừ. Chăm lên là được này. Cái kia quả to quá rồi. Đây. Lấy đi, đi lấy. Có chứ, tao lấy hai cây mà. Cảm ơn ạ. Cái này quả to chưa? Cái cây nào luôn luôn khỏe khỏe vậy. Lựa hai cây. Thơm ơi.